Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin được cấp 10 vạn tỷ, vì sao tướng Tô lại tham đất của dân? Hiện nay, Bộ Công an được Đảng cấp cho nguồn ngân sách rất dồi dào, lên đến gần 100.000 tỷ đồng. Để thấy được quy mô của nguồn ngân sách này thì chúng ta cần phải có phép tính so sánh. Ngân sách cấp cho Bộ Y tế chỉ có 7.467 tỷ đồng. Như vậy, ngân sách dành cho Bộ Công an gấp tới 13,4 lần Bộ Y tế. Nếu so sánh với Bộ Giáo dục thì càng thấy sự chênh lệch, ngân sách cho Bộ Giáo dục chỉ có 6.200 tỷ đồng, nghĩa là ngân sách cho Bộ Công an cao gấp 16 lần Bộ Giáo dục. Bộ Công an dư đất xây nhà hát rất lãng phí. Trong khi ngành y tế thì thiếu thuốc chữa bệnh, bệnh viện công gặp tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng. Tình trạng này kéo dài từ năm ngoái đến nay không được cải thiện. Còn tình hình ngành giáo dục thì cũng vô cùng bi đát. Giáo viên bỏ nghề đi xuất khẩu lao động vì lương quá thấp. Ngay tại Hà Nội, người dân muốn cho con vào lớp 10, trường công thì phải thức khuya dậy sớm để chờ nộp đơn trường công thiếu nghiêm trọng và chưa chắc phụ huynh có thể đưa học sinh vào lớp được. Cả y tế và giáo dục đều là những ngành quan trọng đối với xã hội. Một ngành thì lo cho sức khỏe, thể chất của người dân cả nước. Còn ngành kia thì lo cho phát triển về tri thức. Đảng Cộng sản thì luôn hô khẩu hiệu rằng vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Nhưng rồi họ lại dồn hết tiền cho công an mà bỏ bê chính sách trồng người. Y tế và giáo dục thiếu thốn đủ điều nhưng không được cải thiện, còn công an thì được cấp tiền nhiều đến mức thừa thãi. Nhưng dù Bộ Công an được cấp tiền thừa thãi như thế, nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại cho cướp đất của dân quanh khu vực 44 Yết Kiêu, Hà Nội để mà mở rộng trụ sở cho hoành tráng. Tại sao tiền nhiều mà Bộ Công an vẫn tham đến như vậy? Đấy là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra và có lẽ cần phải phân tích nguyên nhân của nó. Dư đất dùng để xây nhà hát nhưng lại cướp đất của dân để mà mở rộng trụ sở cho to. Thực ra để có thể biến tiền nhà nước mà thực chất là tiền đóng thuế của người dân thành tiền tư túi thì không thể tự tiện cướp trắng được mà phải nghĩ và vẽ ra dự án để có lý do mà chi tiền. Khi dự án được thực hiện thì phía chủ đầu tư tức là Bộ Công an mới có tiền lại quả cho đơn vị trúng thầu và từ đó núi tiền công được khai ròng rồi rót vào túi riêng ổ ạt. Núi tiền 10 vạn tỷ là con số rất lớn. Bất kỳ một quan chức nào cũng rất muốn gặm nhấm vào đó. Và đấy cũng là lý do khiến cho họ nghĩ ra hết dự án này đến dự án khác, mặc dù những dự án này đều không cần thiết. Người dân bị Bộ Công an cướp đất đang rất bức xúc và đặt câu hỏi, Bộ Công an xây dựng nhà hát tại số 40 phố Hàng Bài thật xa hoa và lãng phí. Trong khi đó, nhà hát, rạp Tháng 8, rạp Hồng Hà, rạp Đại Nam, nhà hát Tuổi Trẻ, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đang không sử dụng hết công suất của nó. Tại sao không lấy vị trí xây nhà hát để mở rộng trụ sở mà nhất quyết phải lấy đất của dân để mà mở cơ quan? Nếu xét ở góc độ vì lợi ích của nhân dân thì những việc làm của Bộ Công an rất phi lý, bởi vì nó xây ra tình trạng dân oan, gây ra tình trạng lãng phí rất lớn. Tuy nhiên, nếu lấy lòng tham của quan chức để mà giải thích thì mọi vấn đề đều sáng tỏ. Nếu lấy đất nhà hát ở số 40 phố Hàng Bài để xây dựng trụ sở thì Bộ Công an chỉ làm được một dự án. Còn nếu dùng đất ở số 40 Hàng Bài xây nhà hát, đồng thời cướp đất của dân để mở rộng trụ sở ở 44 Yết Kiêu thì Bộ Công an có đến hai dự án mà chi tiền rồi bỏ tiền túi riêng. Hai dự án so với một dự án thì rõ ràng quan chức ngành công an được ăn nhiều hơn, được lợi quả nhiều hơn gấp đôi. Núi tiền 10 vạn tỷ đang là miếng mồi rất ngon, do đó từ cấp bộ trưởng cho xuống đến cấp dưới có trách nhiệm liên quan đều luôn tìm mọi cách hút nó về túi riêng của mình. Ông Tô Lâm đang biến dân quanh trụ sở 44 Yết Kiêu Hà Nội thành dân oan. Ông Nguyễn Phú Trọng đang là tổng bí thư và chính ông cũng là người Hà Nội. Tuy nhiên dân Hà Nội đang kêu gào khản cổ mà dường như ông không nghe thấy. Chỉ cần một tiếng nói của ông thì dân không bị cướp. Tuy nhiên, tới thời điểm này, ông Trọng không nghe, hoặc có thể tệ hại hơn là ông không muốn nghe.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin được cấp 10 vạn tỷ, vì sao tướng Tô Lâm lại tham đất của dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyền lực tướng Tô tới đầu, đạp gãy 3 tầng luật đến Phó Thủ tướng cũng phải sợ. Cũng như bao lâu này, khi người dân đấu với chính quyền thì họ chỉ có thể bám víu vào luật, bởi ngoài luật thì dân không còn điểm tựa nào khác. Trong khi đó, nhà nước thì lại viên vào quyền lực và bất chấp pháp luật. Như vậy là người dân bám vào thứ mà nhà nước đang trà đạp để mà đòi quyền lợi, cho nên hầu như kết quả cuối cùng là người dân luôn bị thua. Người dân không biết kêu cứu cơ quan nào ngoài việc Trương Băng Rôn cầu cứu dư luận. Vào hồi năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói rằng: "Chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Dân sai, dân chịu trách nhiệm trước pháp luật." Đây là câu nói thể hiện bản chất của chế độ. Chế độ này chỉ xem pháp luật là công cụ để mà trị dân, chứ không xem là khuôn khổ buộc cả dân và nhà nước cùng phải tuân thủ. Người xưa có câu thượng bất chính, hạ tất loạn. Một khi thượng tầng chính trị bất chính thì bên dưới làm sao có kỷ cương cho được. Hãy xem cách ứng xử của Nguyễn Phú Trọng với quyền lực thì thấy rất rõ. Ông dùng luật như là một công cụ làm lợi cho ông, dù đấy là luật của đảng. Chính ông đã đặt ra giới hạn tuổi, rồi cũng chính ông nghĩ ra suất đặc biệt để bản thân không bị dính vào quy định về giới hạn tuổi và cả giới hạn nhiệm kỳ mà các đồng chí của ông đã đặt ra trước đó. Đặt ra luật đó rồi lại trà đạp lên thì bên dưới làm sao có được tinh thần thượng tôn pháp luật cho được. Trong quyết định mở rộng trụ sở tại 44 Yết Kiều, quận Hoàn Kiếm của Bộ Công an, ông Tô Lâm đã trà đạp lên 3 tầng luật. Thứ nhất, ông trà đạp lên hiến pháp. Thứ nhì, ông trà đạp lên luật pháp. Và thứ ba, ông trà đạp lên quyết định của Thủ tướng. Với vũ khí tận răng thế này mà đạp lên luật pháp thì dân biết cầu cứu ai đây? Tại khoản 3, điều 54 Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi phải được công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc thu hồi đất kiểu đánh úp khiến dân trở tay không kịp là cách làm không minh bạch. Đồng thời, việc mở rộng trụ sở 44 Yết Kiêu là không cần thiết bởi Bộ Công an đang có trụ sở rất lớn ở số 47 Phạm Văn Đồng, mới được đưa vào sử dụng năm 2010. Theo khoản 5, điều 8, luật thủ đô có quy định như sau: việc lập và thực hiện quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc công khai, đồng bộ, ổn định, lâu dài. Điều luật này quy định từ khoản 3, điều 54 Hiến pháp, nên khi ông Tô Lâm cho trà đạp lên hiến pháp cũng có nghĩa là ông đã trà đạp lên luật thủ đô. Còn theo điểm A khoản 5, điều 1 của quyết định số 1259 do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ký ngày 26 tháng 7 năm 2011 có quy định như sau: sắp xếp, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang và giữ quỹ đất hiện trong khu vực an ninh quốc phòng theo quy hoạch chuyên ngành an ninh quốc phòng. Việc cho Bộ Công an mở rộng trụ sở 44 Yết Kiêu là không giữ quỹ đất hiện trạng trong khu vực an ninh quốc phòng theo quy hoạch chuyên ngành của an ninh quốc phòng. Thông thường, nếu hiến pháp, luật pháp và các văn bản dưới luật đá nhau thì khi thực hiện chính sách, người ta có thể lợi dụng kẽ hở mà chui qua khe cửa hẹp. Tuy nhiên, với trường hợp thu hồi đất của dân để mở rộng trụ sở 44 Yết Kiêu của Bộ Công an Việt Nam thì cả 3 tầng luật này đều chặn lại, không có kẽ hở nào để mà lách qua. Vậy mà Bộ Công an lại ngang nhiên đạp đổ cả 3 tầng luật, quyết tấn công vào những khu đất mà người dân đang yên ổn làm ăn sinh sống bấy lâu nay. Văn bản cầu thả của ông Trần Hồng Hà. Vào ngày 9 tháng 5, ông Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 35 phê duyệt quyết định đầu tư dự án này. Đây là văn bản được ký với mục đích làm vừa lòng Tô Lâm là chính. Bởi về hình thức, văn bản này cực kỳ cầu thả, bao gồm cả lỗi đánh máy thiếu chữ. Trong phần trích lục quyết định
không nêu chỉ giới, mốc giới thu hồi đất, không có chữ ký của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cũng không có dấu của chính phủ. Ông Tô Lâm quả là đáng sợ, đạp gãy ba tầng luật và khiến cho Trần Hồng Hà phải ký một văn bản trái luật để mà ủng hộ hành động cướp đất của dân do Bộ Công an khởi xướng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Quyền lực tướng Tô tới đâu, đạp gãy ba tầng luật đến Phó Thủ tướng cũng phải sợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.